Kính thưa thầy và các bạn, em xin đại diện nhóm A1.1 lớp IAK13 trình bày về chủ đề Kaggle Exercise Format. Bài tập Kaggle ra đời vào những năm 50 của thế kỷ trước do một bác sĩ sản khoa người Mỹ tên là Arnold Kaggle khởi xướng. Kaggle là bài tập luyện cơ sành chậu hay còn gọi là cơ mu cụt. Nó giúp tăng cường và hỗ trợ sức khỏe cho các cơ quan như tử cung, bàng quang, ruột non và trực tràng, nhờ đó cải thiện được ham muốn và tăng khả năng tình dục. Bài tập Kaggle có thể áp dụng cho cả nam và nữ, nhưng trong bài này chỉ đề cập Kaggle dành cho nam giới. Tác dụng của bài tập Kaggle đối với sức khỏe nam giới. Bài tập Kaggle nam giúp cải thiện khả năng tình dục, giúp ích cho những người bị chứng tiểu tiện đi ngoài không tự chủ hay bị xoắn tiểu, từng bị phẫu thuật tuyến tiền liệt, người bị tiểu đường, bàng quang hoạt động quá mức. Đặc biệt với cách củng cố cơ sàn chậu sẽ giúp nam giới cải thiện khả năng sinh lý vô cùng hiệu quả. Kiểm soát xuất tinh tốt hơn. Nhờ sự kiểm soát tốt nhóm cơ vùng chậu nên nhờ đó có thể kiểm soát được thời gian xuất tinh, kéo dài thời gian quan hệ, cải thiện được tình trạng rối loạn cương. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra Kaggle giúp tăng cường sự cương cứng cả về thời gian lẫn chất lượng. Kaggle gia tăng máu đổ về bộ phận sinh dục, làm tăng sự nhạy cảm và tăng độ khoái cảm cho nam giới. Tiếp theo là tăng kích thước dương vật khi cương. Với tác dụng giúp máu lưu thông tốt hơn, Kaggle giúp dương vật cương cứng hơn và vì thế kích thước cũng được tăng lên, xuất tinh nhiều và mạnh hơn, từ đó cải thiện được chức năng sinh lý sinh sản của đàn ông. Cải thiện sức khỏe bàng quang, kiểm soát đường tiết niệu, kiểm soát được nhóm cơ xương mu, giúp nam giới làm chủ được đường tiết niệu, cải thiện tình trạng xoắn tiểu, mất kiểm soát, giảm nguy cơ các bệnh liên quan đến tiền liệt tuyến như viêm tuyến tiền liệt, tăng sinh tuyến tiền liệt, ung thư tuyến tiền liệt. Nhờ tăng cường lượng máu giúp cải thiện sức khỏe dương vật và tuyến tiền liệt, đặc biệt bài tập này còn giúp những người phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt hồi phục nhanh sau khi phẫu thuật. Để thực hiện bài tập, xác định đúng cơ sàn chậu. Cơ sàn chậu nằm ở chậu giữa hai chân ở vùng thắt lưng. Chúng kéo dài từ xương cụt đến xương mu phía trước, giúp nâng đỡ kết nối các cơ quan trong vùng chậu. Để xác định vị trí chính xác của vùng cơ này, bạn có thể thực hiện bằng các cách sau: đi tiểu và nín tiểu giữa chân để ngăn dòng chảy này lại. Khi co thắt để nín tiểu, bạn sẽ cảm nhận rõ nét về vị trí của cơ Kaggle vùng chậu mà bạn cần tập luyện. Nín đánh hơi khi kìm hãm khí chính là cơ sàn chậu của mình. Đặt ngón tay vào lỗ hậu môn, khi chạm đúng cơ đáy chậu thì hậu môn sẽ co lại. Số 2 là để thực hiện bài tập. Bài tập Kaggle có thể thực hiện ở mọi tư thế như đứng, nằm, ngồi. Với những người mới bắt đầu tập luyện thì tư thế nằm là dễ thực hiện nhất. Nằm ngửa trên sàn, hai chân và tay duỗi thẳng, đầu gối co cao, đầu chạm xuống đất để đảm bảo phần cơ mông và bụng được thả lỏng hoàn toàn. Bắt đầu kéo sàn chậu, nâng bộ phận sinh dục trong 5 giây. Giữ trong 5 giây và từ từ thư giãn thả ra, trở về trạng thái ban đầu. Lặp lại động tác này khoảng 10 lần, thực hiện từ 3 đến 5 lần mỗi ngày. Thực hiện bài tập này từ 3 đến 5 lần thì để mang lại hiệu quả tốt nhất. Khi đã tập thành thạo, bạn có thể thực hiện bài tập dễ dàng thì tập sang các bài tập Kaggle nâng cao hơn, nâng thời gian và số lần siết chặt cơ sàn chậu lên mức lâu nhất có thể. Lưu ý, bạn cần tập luyện với tần suất vừa phải phù hợp với sức khỏe của mình. Lúc đầu thì nên tập nhẹ nhàng, khi đã thành thạo thì nên tăng dần lên để đạt được hiệu quả tốt nhất. Phần trình bày của em đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe.